Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long. Đây là máy pháo điện sân khấu, hay còn gọi là máy pháo hiệu ứng sân khấu các bác nhá. Con máy này là một trong những cái dòng máy mà bên em bán chạy nhất. Hôm nay ngày 27 tháng 10 năm 2023, tiếp tục test hai chiếc để gửi đi đi tỉnh cho khách các bác nhá. Thì lại quay thêm một cái video để gửi đến các bác. Cái đầu này là để vào thuốc này các bác này. Rồi vào thuốc này. Cái này là cái phía da của khi mà máy nó chạy mình bắn thì cái thuốc nó sẽ chạy ở đây. Đó. Thì ở đây người ta sẽ có các cái thông số người ta dán dẫn đây để tránh mình đổ nhầm nhé các bác nhé. Đổ nhầm là không được. Đổ nhầm là mình sẽ phải dốc hết thuốc ra xong rồi đổ lại các bác nhá. Còn đây là phía sau của máy này. Đó, thì nó sẽ có một cái quạt tản nhiệt ở đây. Quạt tản nhiệt ở bên trái, quạt tản nhiệt bên phải. Là ba chiếc, bên trong còn một cái quạt tản nhiệt dành cho cả một cái vỉ này nữa này. Là bốn cái. Mặt màn hình hiển thị thì có hai cái phím mềm để chọn up down và các cái chế độ thôi. Ở đây thì sẽ có một cái series đời máy nhá. Riêng cái hãng này bên em đang làm ấy thì nó sẽ có cái series này để check mã vạch cho từng dòng sản phẩm được bán ra. Đó, đây, như con này đây. Đó. Đây là cái series của cái dòng máy này. 2029 cuối nhá, để xem cái con này nó là 20 bao nhiêu. Đây. A23033-2029 A23033-2029 bên cạnh đây thì nó có một cái công tắc để tắt mở thiết bị. Dưới này thì nó sẽ có một cái cầu chì chống chập. Bên cạnh bên hông thì nó sẽ có đường in và out của DMX. Đó. Cái tay sách này thì mình có thể cho gấp vào như thế này được. Nó sẽ dễ dàng khi vận chuyển. Hoặc là khi nào mà muốn cầm thì đẩy nó lên thì là mình sách thôi. Máy này bên em bán là số lượng nhiều nhất các bác nhá, bởi vì là nó ổn định. Khi mà khách hàng mua ấy thì cái thứ nhất là dòng máy nó ổn định, với sau này nhỡ may khách hàng hỏng ấy, củ nóng hay là các cái vỉ mạch đây này. Quan trọng nhất là các cái linh kiện thì bên em có sẵn linh kiện để bảo hành cho các bác, hoặc là các bác hỏng sau hết bảo hành thì có thể mua thêm các cái linh kiện này để về thay các bác nhá. Ok các bác nhá. Tiếp theo nữa là linh kiện đi kèm thì nó sẽ có một cái dây nguồn và dây tín hiệu. Dây nguồn nó sẽ to và dài như thế này. Thế này khoảng 2 hay 3 mét gì đấy. 2 mét. Dây tín hiệu 2 mét. Đây. Đó. Mỗi một máy là một bộ như thế này. Đó. Và một cái điều khiển nữa các bác nhá. Một cái điều khiển remote. Đó. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhá. Và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Bye bye các bác.